Thư điện tử là onenightavongtheoneradio.com.vn và cả là fanpage The One Radio nữa. Ba biên tập cũng đã tổng hợp lại và ngày hôm nay một vài mẫu chuyện sẽ được chúng tôi chia sẻ đến các thính giả. Mẫu chuyện đầu tiên sẽ là một mẫu chuyện của bạn Hạnh Mỹ Nguyễn. Tớ được cuộc đời ưu ái ban tặng nhiều điều may mắn. Xin chia sẻ một vài chuyện tốt đẹp mà tớ được trải nghiệm với các bạn nghe đài nhé. Số 1. Chiều hôm trước, bạn đứng ở vỉa hè nói chuyện với em Ngọc xinh đẹp, bàn chuyện ăn vặt gì vừa no, vừa ngon, vừa rẻ, vừa có cả mặn, vừa có cả chay mà không béo. Ôi, đang bàn ngon lành thì chuột rút. Tớ tái mặt, đứng nguyên, không bước đi được. Thì sau mấy phút, con thỏ đến hỏi, sao thế? Rồi ảnh đem cho cái ghế nhựa con để tớ ngồi ngay tại chỗ đó luôn. Thế là tớ ngồi xuống, được em Ngọc bóp chân cho. Sau trả ghế cảm ơn rối rít thì anh chỉ cười. Mãi sau tụi tớ đi ăn xong.